xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube cà phê radio beat sau một thời gian làm việc với lại bên youtube thì kênh cà phê radio beat đã bắt đầu hoạt động lại rất mong quý vị khán thính giả ủng hộ thanh bình để bắt đầu khởi động lại thì thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết về đề tài trinh thám quan trường hài hước đây được coi là một siêu phẩm trong làng văn học tiểu thuyết của trung quốc tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính và hai người anh em thân thiết từ khi tốt nghiệp trường đại học ra cho đến khi làm những sự việc chấn động không chỉ thành phố mà còn đúng động toàn tỉnh. Dự kiến rằng đây cũng sẽ là một cuốn tiểu thuyết dài tập sánh ngang tầm với quá nhân hình cảnh và quá kiện hình cảnh. Không để các bạn đợi lâu, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. dù sao mùa xuân cũng là mùa tươi đẹp nhất trong năm cảnh tượng vui tươi vui vớn có thể thấy đó trong sân trường cá biệt xuân hàn tiêu điều của thành phố phương bắc lộ châu tự hồ ngay cả ánh nắng cũng trở nên hết sức ấm áp gió xuân phớt qua mặt mang theo hơi ấm bút ve tán cây mơn màn bãi cỏ khu phòng học thi toàn có tiếng đọc sách vang vang trong không khí đậm tính học thuật bãi cỏ qua mùa đông đã khôi phục sinh khí cành cây mọc trồi non vươn thẳng đa đường xi măng đung đưa lá xanh non tơ như những học tỷ học muội cởi bỏ trong phục mùa đông đáng yêu làm người ta thương nhớ men theo con đường đập bóng cây đi tới hết chính là khu vòng ngọc chính của học viện lộ châu trước lầu là một bức tượng nhà tư tưởng phần bệ bức tượng dùng tam chữ mà các trường kiểu sư phạm hay dùng đào cao làm thầy lấy tên làm gương tiếng chuông tan học vang lên âm thanh huyền náo bất ngờ dọa sợ mấy con chim sẻ trên bức tượng Chúng bộ cánh bay đi Đám sinh viên tràn ra từ những cánh cửa Khiến Trường Ngọc toàn một màu xanh đơn điệu Tức thì tăng thêm không ít sắc thái Mái tóc dài đen như mực tung bay Những chiếc khăn lụa hoặc vàng hoặc trắng Hoặc lam lất phất Đỏ tím hoặc phấn hồng Là các sắc váy lái động Những cặp chân trắng trẻo tươi trẻ Trong tiếng riu rít thi thoảng xen lẫn tiếng cười đùa như chuông bạc Chẳng biết là thảo luận nội dung bài vừa học Hay là tán gấu bí mật khuê phòng Ý Lẽ nào là toàn nữ sinh Đúng thế đấy Đập vào mắt cơ hồ toàn là nữ sinh Lạc đa có vài nam sinh Cũng bị đổ loại sắc màu nhấn chìm đôi. Sự thực tiền nhân của học viện Lộ Châu Là một trường sư phạm Tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng Nghe nói là ở trường này Người ta ít khi dùng từ tán gái Vì sao thế Vì phe nữ đã giành được quyền chủ động Bị tán thưởng là nam nhân Đã tan học Bước chân nhanh hơn Ký túc xá, phòng học, nhà ăn, cuộc sống xoay quanh ba điểm này chưa từng thay đổi. Dòng người đổ về ký túc xá, không lâu sau tràn ra trong tay mỗi người thêm các loại khay cơm. Ký túc xá nữ gần nhà ăn, bước chân nữ sinh lại càng vội vàng. Không vội không được, trong lòng đám nữ sinh đều hiểu, thức ăn trong nhà ăn giống nam sinh học trong học viện tới muộn là hết, không nhanh sao được. Cách hai tòa nhà là khu phòng ngủ nam sinh lạc đạc mấy nhóm nam sinh từ ký túc xá đi ra rõ ràng so với đội ngũ nữ sinh thì kém không ít uống ngô còn có một bộ phận căn bản không tới nhà ăn túm năm tụm ba đã quán ăn nhỏ ngoài trường ăn một bữa kỳ thực đám nam sinh thường lấy thức ăn trong nhà ăn ra so với nữ sinh trong trường thế là sao số lượng không ít nhân lượng thì quá tệ ấy thôi chả nói linh tinh nữa học cả buổi sáng đói thật rồi Quán ăn lớn nhỏ bên ngoài ngon tới mấy cũng chẳng dung đạp được mấy nghìn người. Nhà ăn lớn của trường học khó ăn tới mấy cũng không thiếu học sinh ăn cho qua bữa. Chứ còn không à, mấy nam sinh khoa sinh hóa về ký túc giá muộn một bước vẫn cầm khay cơm tới nhà ăn ăn tạm. Khi chạy từ trên lầu xuống, vốn đang chạy nhanh, bất ngờ một anh chàng vóc dáng nhỏ nhắn kéo hai người bạn dừng lại, chỉ cách đó vài bước, bộ dạng trông rất vui vẻ lẫn bị ổi. Hai người còn lại cũng dừng bước theo, một người cao ráo cầm nhọn cười khẽ hỏi Đó có phải là thiên lôi ca Thiên lôi quần cuộn của trường ta không Người nhìn thấy đầu tiên híp mắt cười Ba người hết sức ăn ý Đem danh tiếng và người thật khớp với nhau Trong trường học kỳ nhân dị sĩ không ít Nhưng chả ai bằng thiên lôi ca Nghe nói thiên lôi ca này Tham gia diễn tập lại đánh chúng khủng bố Tới ngất xỉu uống bia uống tới nôn đam máu Ấy là toàn nghe mọi người nói nhưng có lần đánh cược thua người ta giữa mùa đông còn mặc quần đùi chạy quanh ký túc xa nữ Chuyện này thì rất nhiều người thấy Ấy thế vẫn chưa phải sốc nhất đâu Nghe nói người anh em này biết tư tình cho nữ sinh từ năm thứ nhất tới năm thứ tư Ấy vậy mà ở nơi đa đường là gặp nữ sinh này lại chẳng có được một lá thư hồi âm Cuối cùng nóng máu lên dán một tấm mảnh giữa hai ký túc xa nữ kèm dòng chữ Cậu gái khai sáng Ý tư là anh đây buồn bã cô đơn Xin cô gái tới tán tỉnh quấy rối Về sau Đúng là quấy rối không ít Có điều không phải gái Trừ đám nằm dình chơi trò ác Còn có giáo viên các khoa đi tìm anh chàng tổn hại Thuần phong mỹ tục này nói chuyện Vì sự kiện này mà Thiên Lôi Ca Được công nhận là lãnh tụ thanh niên ngu ngốc Tân thời đại của Học viện Lộ Châu Bao nhiêu năm không ai lay động được địa vị Ba người từng bước tới gần Đều tâm ý tương thông đoán chừng định châu chọc Thiên Lôi Ca. Ngày đầu Thiên Lôi Ca có chỗ hay, quan hệ với mọi người rất tốt, bất kể là quen hay không quen, ai bắt chuyện cũng cười. Hơn nữa độc óc không đi theo đường lối không tầm thường, nếu không sao gọi là Thiên Lôi? Ý tứ là mở lời là gây sốc thường nói những câu nổ nổ tai người điếc. Lôi Ca đang xem gì thế? Tiên gầy gò từ bên trái áp sát, nhìn Lôi Ca cười nịnh Lôi ca đang cầm sách điện tử xem say xưa Hai người khác không biết lôi ca mấy Tới gần nhìn tướng mạo lôi ca lập tức có phán đoán Người anh em này mắt xích Gò má cao khác thường Hơn nữa con người không gom về một phía Cả cái mặt như quả dưa chưa chín Bị mưa đá làm hỏng Bàn tay cong cong Đặc trưng đó đàng của người quen cầm chuột vi tính Còn về ngoại hình Trông giống ly cổ cao Bụng đặc biệt to Nhìn một cái không khỏi thán phục Tạo vật thần kỳ sâu tiếng đáng yêu thế này mà cũng tạo ra được. Đáng yêu hơn nữa là... Vị này nghe thấy có người gọi mình là... Lôi ca... Thì thu lại sách điện tử... Đưa tên gầy gò. Xem sách... Cho cậu xem này... Dĩ giới chi vô địch thăng cấp... Hay lắm đấy. Tên gầy gò... Tới đây đâu phải xem sách... Từ chối. Thôi à... Bọn em học hóa học... Xem loại tiểu thuyết mạng này không hiểu. Ồ... Anh thiên lôi nhìn người gầy gò rồi chuyển sang bên phải Một cảm nhọn một ngôi giữa Cái động tác liếc xéo mắt đó làm người ta không có thiện cảm nổi Nhưng chỉ trước mắt thôi Lôi ca nhìn ba người như ngộ đã điều gì Chỉ người cao nói Tôi hiểu Không thể là người khoa sinh hóa Tên nào nhìn cũng cứ như từ trong nguy cơ sinh hóa đi ra Xem không hiểu là rất bình thường Văn đọc mạng không phải ai cũng hiểu nổi đâu Mẹ nó Tên cao đáo bị chỉ mặt liền tức giận Bốn định tớ chọc thằng ngốc chơi Không ngờ bị người ta coi là thằng ngốc rồi Mặt thầy sắp nổ ra tranh chấp Tên gầy gò vội đi tới một bước Kéo bạn mình ra phụ họa thiên lôi ca Đúng đấy à lôi ca Sao cuốn sách anh xem Em chưa bao giờ nghe tới vậy Nói về cái gì thế Hắn nói thế hoàn toàn để chọc thiên lôi ca nói chuyện mà thôi Không ngờ chọc đúng chỗ ngứa của người ta Thiên Lôi Ca nghe hỏi thì vui lắm Như đại nho bác học mở tọa đàm phải tay nói Chuyện mà các cậu biết đều là chuyện nổi tiếng Viết phục vụ đám đông, vô vị lắm Mô típ cũ đích Đánh quái tăng cấp Hoàn tiên là tiểu mạch văn Viết cho đám ngốc xem thôi Chuyện anh xem không phải tên là vô địch thăng cấp à Không đánh quái tăng cấp thì biết cái mẹ gì Tên thứ ba đầu rẽ ngồi không phục Nhất là nghe từ hai chữ tiểu bạch càng không phục Nghĩ mà xem Bị một tên ngốc chê bai Đọc thứ tiểu bạch văn Khác gì xúc phạm y quy của người ta Đúng Cuốn sách của tôi hay ở chỗ Hệ thống thăng cấp hoàn toàn mới Thiên lôi ca giờ sách điện tử Căn bản không chú ý tới cảm thụ của người khác Bắt đầu xóa mù cho khoa sinh hóa Biết nhân vật chính Vĩ đại ban đạo ở chuyện này thăng cấp ra sao không Quan trọng là ở chỗ đó đấy Cả ba lắc đầu tiêu chuẩn thẩm mỹ của Thiên Lôi Ca người thường sao hiểu nổi. Thiên Lôi Ca vui vẻ nói, không hiểu chữ gì, đó cho cậu cậu biết. Nhân vật chính xuyên việt từ địa cầu tới dị giới, không mang theo gì cả, chỉ mang một túi dưa chuột. ở địa cầu ăn dung khôn có, tới dị giới vẫn sống khổ cực. Các cậu nói có bi kịch không? Có điều thời vận thay đổi, nhân vật chính lúc tuyệt vọng ăn một miếng dưa chuột, thay đổi dị biến phát sinh. Dựa đi vào bụng, nhân vật chính cảm giác một luồng hơi ấm lan tỏa tứ chi, toàn thân tràn ngập sức mạnh, vết thương lành lặn, tinh thần phấn chấn. Hắn cao hứng đứng dậy, "Oa, wow, ngay cả người cũng đẹp trai hơn." Hắn cao hứng cử động, "Oa, wow, tức thì bay hơn trượng, oa, wow, thì đa dư địa cầu có thể thăng cấp, thăng cấp tới nghịch thiên cải mệnh, oa." Wow. Liên tục mấy tiếng hoa phối hợp với động tác khoa chân múa tay, nói rất hung hồn khí thế, giọng như chuông đồng, nhập tâm quá mức vô tình thu hút người qua đường dừng chân không ít nhận ra thiên lôi ca chẳng vội đi ăn cơm nữa đều dừng lại xem trò cười mỗi khi thiên lôi ca làm động tác kích động là ba người kia vội ngả người ra sau như sợ nước bọt bắn phải thiên lôi ca giới thiệu xong thở hát ra một rơi dài ngầu không nhân vật chính dự vào quả dưa mà cáo biệt cuộc sống khổ cực ở dị giới thấy nam đâm thấy nữ là chọc còn mẹ nó hoành hành vô địch sướng thế chứ Thế là đám đồng bao gồm cả ba người bắt chuyện đều cười đổ lên, cười vui vẻ hết sức, cười đau cả bụng. Càng ngốc càng nói lời gây sốc, càng sốc thì người vây quanh càng nhiều, ai cũng mang theo tâm lý trêu thằng ngốc. Ba người hệ sinh hóa ở gần nhất cười càng to, đúng là thằng ngốc số một trong trường. Không ngờ chuyện lại bẻ ngoặt, Thì lưu ca đoán chừng thấy sách hay như vậy mà không ai xem khác nào Minh Châu ném góc bếp, học theo dáng vẻ ban sinh viên mắng người ta. Chuyện hành như thế mà các cậu chưa xem Bảo sao văn học mạng không phồn vinh được Đúng là không biết thưởng thức Như thế thì làm sao trưởng thành Không trưởng thành các cậu sẽ vĩnh viễn là bộ dạng khốn khổ thế này đấy Lại một chàng cười bùng nổ Ba tên bắt chuyện thành đối tượng bị trêu chọc Tên cao ráo Mặt lúc xanh lúc trắng Giờ khóc giờ cười Trong lòng hối hận không thôi Bọn nọ từ đây là để chọc thằng ngốc nó đa Mấy câu ngu ngốc kiếm trò vui Giờ tình thế này thì người khác tám phần coi cả thằng kể lẫn thằng nghe đều là bọn ngốc rồi. Mặt tới đám sinh viên cùng ký trúc giá đang che miệng cười trộm. Người anh em này thấy bẽ mặt lắm. Kéo hai người bạn. Đi thôi, đi thôi. Xem ra, tin đồn gặp phải thiên lôi quần quần sẽ bị xét đánh không hề sai. Ba người muốn đi, thiên lôi ca còn ân cần mời. Đừng đi, đừng đi. Tôi còn chưa kể hết mà. Kể nốt phần sau cho các cậu nghe nhé. Hay là cùng ăn cơm đi. Các cậu tên là gì? Tôi là Lôi Đại Bằng Có chuyện gì tới phòng 222 tìm tôi nhé Ba người kia không dám đáp lời nữa Vừa đi người cao đáo vừa trách móc Tên người gò vẫn cười Không sao Mọi người đều biết anh ta là lãnh tụ thanh niên ngu ngốc trong trường ta Lớp du 2 khoa trung văn Ở túc xá 222 Xếp thứ hai trong phòng Cả trường không tìm ra đâu người ngu ngốc hơn Dám nói các cậu xem nổi truyền ăn dưa chuột tăng cấp không Người thích văn học mạng kia cũng cười có điều cười không được bao lâu lại lắc đầu Thôi đi đừng trêu chọc vào người ta Nói chuyện với anh ta không biết ai mới là người ngốc hơn đấy Một việc nhỏ nhỏ vậy là kết thúc Ba nam sinh của hệ sinh hóa biến mất lôi đại bằng thong thả đi về phía sau Dù người cùng trong tòa ký túc xá Nhìn hắn trông giống thằng ngốc đều tránh xa Đối với lôi đại bằng mà nói Hắn đã quen thành tiêu điểm và trung tâm chú ý của mọi người Phạm người không chào hỏi hắn hắn đều chủ động chào hỏi dọc đường đi tự vui vẻ một mình chào hỏi mấy tiếng đợi quang ngã rẽ lối đại bằng mới nhớ ra có gì đó không đúng đúng rất là không đúng lối đại bằng hai tay chống trơn gãi đầu gãi tay một lúc đột nhiên đầu lóe sáng vỗ trán vừa rồi mải xem truyền không mang theo khay cơm vì thế thiên lỗi cao quay về phòng từ không phải cá sao biết niềm vui của cá anh không ngốc sao biết được cái gì gọi là niềm vui của kẻ ngốc Lôi đại bằng thuộc về loại người sống đất có cảm giác cá nhân Hơn nữa thuộc lại ám hiểu tìm thú vui trong đó Có điều trong mắt người khác Tên này thường xuyên vui vẻ chẳng có nguyên cứ Chứ không à Hắn đi về ký túc xá chưa được vài bước Lại cười một mình đôi Nụ cười ngây thơ vô tội ấy là vì sao À hiểu rồi Khai cơm tự động chạy tới Chỉ thấy trong ký túc xá chạy ra một người Vừa mỏng cơm vừa gầy gò Mặc đồng phục trường Tóc húi cua trên mặt có mấy mụn trứng cá vừa nhìn đã biết thuộc loại gia cảnh còn ác liệt hơn cả hoàn cảnh xã hội người này tay cầm hai khay cơm vừa đi vừa nhìn lối đại bằng nói rất không vui cậu không biết để ý một chút à không thể xem võng văn thì quên khay ăn chứ có gì mà xem đâu văn vẻ chẳng ra sao tính tiết chẳng có ghét nhất là toàn lỗi chính tả cậu hay giờ gì cũng học khoa trung văn không sợ người ta cười sao cậu cũng ngành ngày rằng lý luận văn học còn chẳng phải bị người ta cười là đớm đời à Hơn gì đâu Lôi đại bằng và Trang Lôn Là anh em cùng phòng cùng lớp Trang Lôn gây gò họ tư tên Mộ Hiền Sự thực thì người còn lập dị hơn cái tên Hắn thường ôm đống đường thi tống tử than thở tài không gặp thời Thi thoảng còn búa bút khoe văn Làm vài bài thơ chua lè trên báo trường Lấy cái bút danh là Mộ Hiền Thắng Hàn Hàm ý chẳng phải là ở cao đón gió đét Tư Mộ Hiền nói là phải thắng cả gió đét làm lôi đại bằng cười trêu người anh em dị loại là thằng ngốc có điều đôi khi thủy hỏa dung hòa băng hòa cùng lò cũng không phải là không có hai người được công nhận là ngu ngốc và dị loại lại thành bạn bè thân thiết như hình với bóng lại không à hai người choàng vai bá cổ đi tới nhà ăn lôi đại bằng lờ giọng điệu chua lè của tư mộ hiền đi tư mộ hiền cũng quen với lời gây xúc của lôi đại bằng hai người như bá nha gặp từ kỳ chi âm chi kỷ thấy lôi đại bằng cứ cười ngốc nghịch mãi tư mộ hiền quan tâm nói đại bằng sắp bắt đầu thực tập rồi còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa đừng suốt ngày vui đùa nữa đã bắt đầu làm chưa hiền đệ chuyện này khó gì chứ thực tập chẳng qua là tìm cái đơn vị đóng dấu lên luận văn thì đưa cậu làm tôi vội gì làm lôi đại bằng đặt cho tư mộ hiền một cái biệt danh đất chua tư mộ hiền cảnh cáo đừng có chỉ biết ăn sẵn Tôi quyết định lần này không dung túng cậu nữa Làm thế là hại cậu Lôi đại bằng tỉnh queo Không làm thì thôi Tôi đi tìm lão đại Lão đại nói lên tao bao có thể mua một bộ Đạo văn sao chép đều đáng xấu hổ Mà tư lười tới chẳng buồn sao chép như cậu càng đoán buồn Tư mộ hiền hết lòng nói Lôi đại bằng nghe mấy giọng điệu kiểu này Đã trai rồi. biểu môi khinh bỉ Thôi đi Tuần trước cậu còn nói sống ở thời đại này là đáng buồn Sao hôm nay mỗi mình tôi đáng buồn vậy Tư mụ hiền nghẹn họng lắc đầu Thôi bỏ Lão đại nói đúng Cậu từ dị giới tới không cách nào cãi nhau với cậu được Lôi đại bằng cười ha hà Đặc ý vì thắng người ta cả vì y quy Lẫn mồm mép Mặc dù thường xuyên cãi nhau tới mặt đỏ tía tai Có điều chẳng ảnh hưởng hai người ăn cơm chung cùng bát Nói nói cười cười đi tới nhà ăn vừa mới tới gần hai người nhìn nhau sừng sốt đứng lại nụ cười hai người đều thu về ánh mắt kinh ngạc xem ra hôm nay đúng là không có cái mà ăn rồi trước nhà ăn tụ tập một đám đông không biết đang nhìn cái gì một đám nam sinh đang cùng nữ sinh tới lấy cơm nói gì đó ồn nào náo loạn chen lấn suốt từ cửa nhà ăn cho tới lối đi bên ngoài không ít nữ sinh đầu rĩ cầm khay cơm đi về nhỏ giọng thì thầm với nhau sẽ đáp chuyện gì đôi chắc chắn là có chuyện rồi Đám sinh viên đại học rảnh rỗi chỉ lo đời thiếu chuyện Lôi đại bằng thấy con náo nhiệt Bỏ ngay tư mộ hiền chui vào đám nữ sinh Hơn nữa còn dựng lỗ tai lên sáng tới từ phía sau Trông bị ổi không tả nổi Biểu tình đôi, ai cầm đầu thế? Một nữ sinh hỏi nhỏ Ai mà biết được chứ Có điều biểu tình là đúng Biểu trưởng lý của nhà ăn đúng là đủ đều Lấy cơm nhìn người Thì nữ sinh xinh đẹp thì cho vài thia Chẳng cần quẹt thẻ, đáng đời Một nữ sinh khác trả lời Hiện nhiên là thuộc hàng ngũ nhan sắc không đủ để đổi cơm miễn phí nữ sinh tụ lại một chỗ thì ối chuyện để nói lại có thêm một người nữa chỉ tờ báo chữ lớn dán trước nhà ăn mọi người nhìn thấy chưa trên đó viết chất lượng món ăn nuốt chẳng trôi mì nước ăn vào thêm tiêu tụy đậu hoa bánh bao càng nát lòng lần này bãi công không kỳ hạn ký tên là em gái ăn không no thật tai tinh hi, hi hi có một số người ưa náo nhiệt lôi đại bằng chắc chắn thuộc vào loại này càng nghe trộm càng thấy thú vị bất thình lình một nữ sinh quay đầu mặt sát đạt với lôi đại bằng đang nghe trộm suýt nữa mặt kề môi lập tức bị gương mặt xấu xí mắt xích gò má cao của hắn làm hét lên á à, anh làm cái gì thế thấy em gái mặt tàng nhang chất lượng thấp vậy mà còn làm bộ như con nai hoàng sợ hai tay che ngực lôi đại bằng lơ một phát kêu cái gì thử kêu sàm sỡ xem có ai tin không Em gái đó tức tới ngộp thở Cắn môi mắt trợn lên Phân thuận cực độ Rít đến với lôi đại bằng hai chữ Chết đi Chút giận xong Cô gái kéo bạn bỏ đi Lôi đại bằng si một tiếng Bộ rằng anh đây không thèm đấu khẩu với em gái không vừa mắt Có điều quay đầu lại thì chẳng tìm thấy tư mộ hiền đâu nữa Nhón chân lên nhìn về phía sau Vị hiền đệ mê văn học Đứng trước tờ báo nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa Nghĩ gì đó đang lúc lôi đại bằng chen lấn về phía trước lại xảy ra hỗn loạn một giọng nói như lệnh bỡ kích động đám đông các bạn chúng ta phải đoàn kết vì sữa bò bánh bao của chúng ta mà đoàn kết với nhau phản đối tăng giá phản đối nấu ăn kém chất lượng phản đối đãi ngộ bất công các bạn chúng ta phải thức tỉnh chúng ta phải phản kháng thức ăn có cả rán đúng thế chúng ta tiêu tiền môi xương máu của cha mẹ vì sao lại để họ bóc lột một tháng tăng giá bán ba lần đó không phải là bóc lột mà là cướp bóc chúng ta phải tẩy chay, tẩy chay tới cùng. Có cả nam lẫn nữ, mấy từng nói kích động vang lên trong đám đông. Câu cuối cùng là do em gái dáng vẻ không tệ vung tay hô. Lôi đại bằng không biết là do hiệu ứng đám đông hay là nhìn thấy em gái kia cũng có chút thú huyết, sục sôi Dư tay hô hào. Nói hay lắm, phản đối bóc lột, ủng hộ tẩy chay. Có nam đấm giờ cao hưởng ứng. Thấy mấy quản lý nhà ăn đang ngó nghiêng ở cửa, càng có nhiều nam sinh giơ nam đấm lên đoàn kết với nhau ủng hộ tẩy chay thế rồi không biết là ai cầm thìa và khay ăn gõ len keng hô tẩy chay tẩy chay tẩy chay thế là mười người mấy chục người mấy trăm người tiếng gõ mới đầu lộn xộn về sau càng gõ càng có tiết tấu vừa gõ vừa hô cao đợt sau to hơn đợt trước thời buổi này cảnh tượng náo nhiệt như thế không thấy nhiều lôi đại bằng bị dính hiệu ứng đám đông cũng phấn khích hô hào Hân nỗi khay ăn trong tay tư mộ hiền không có mà gõ lòng cứ ngứa ngáy hận không có cái trống lớn gõ cho đã hắn vội vàng chen lấn tới cửa nhà ăn đến gần tư mộ hiền đòi khay cơm tư mộ hiền đang xem áp phích bị cướp khay cơm thì trừng mắt lên mắng làm cái gì thế mọi người đều gõ khay đưa để tôi gõ lôi đại bằng hớn hở nói tư mộ hiền lách sang bên không cho còn đẩy hắn một cái đừng bao hùa giờ họ hét xuống thật đấy thần thần bị ban sinh viên cho vào danh sách đen lão đại không có ở đây cậu phải nghe tôi tự hồ cái tên lão đại có chút uy lực vừa nói thế lôi đại bằng liền ngoan ngay tư mộ hiền chỉ đằng xa lôi đại bằng nhìn một cái nhiệt huyết toàn thân tức thì nguội đi không ít đằng xa là người phòng bảo vệ ban kỷ luật ban sinh viên thế là hắn không dám vào hồn nữa bắt trước tư mộ hiền xem áp phích vừa xem qua thấy rất thú vị chỉ thấy trên đó viết các bạn học các bạn có đói không Học kỳ này các bạn có ăn no được bữa nào chưa Mỗi ngày chúng ta đâu phải ăn cơm Mà là bị ngược đãi Đô xào thì sống, mì thì bị mốc Củ cài còn dính bùn Đồ ăn chất lượng kém như thế mà còn thường phải ăn giá Chất lượng kém như thế Mà họ còn vô sỉ tăng giá Các bạn học Chúng ta bị ngược đãi rồi Còn phải chịu đựng bao lâu nữa Vì sức khỏe của chúng ta Vì dạ dày đáng thương của chúng ta Và tiền bối xương máu của cha mẹ Hãy đoàn kết lại Chữ xấu kinh ngang vì tướng mạo của lôi đại băng vẫn vẻ cũng là hàng trợ quá khích và lộ liễu như thế từ mộ hiền xem mà lắc đầu liếc qua vài cái đều là hịch văn thảo phạt ở nhà an dán tới mấy tờ lôi đại băng quay đầu thấy tư mộ hiền xem say xưa thì khinh bỉ có cái gì mà xem chứ đi thôi hù hào với mọi người chẳng giữ gì có người dám dũng cảm đứng ra chúng ta phải ủng hộ không đúng không chỉ ủng hộ còn phải viện trợ họ đừng góp vui nữa tôi đang xem là ai tổ chức việc này tư mộ hiền bày đá bộ dạng ngồi vững vàng trên đài buông câu tự hồ đang toan tính gì đó lôi đại bằng chợt nhớ tới một người hồi hộp ghé tai tư mộ hiền hỏi nhỏ hiền nệ không phải là lão đại tổ chức chứ không đâu tư mộ hiền khẳng định chắc chắn chỉ báo bình luận chữ biết quá xấu lão đại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối không chịu nổi loại chữ biết như gà mới này cho nên không phải là lão đại của chúng ta Văn vẻ cũng bình thường Mấy bài thơ con cóc đều không có vần điệu Càng không phải từ khoa trung văn chúng ta Cũng đúng Chắc chắn không phải luôn Nếu là văn vẻ của khoa chúng ta Thì nào chẳng chua nhăn mặt Không khoe được vài câu là họ uất nghẹn mà chết Lôi đệ bằng gật cù Nói đúng lắm Tôi nghĩ cũng không phải khoa tiếng Anh Em gái khoa tiếng Anh có tiền Do nhất là đâu đã mưu mưu Mê tây xứ ngoại Bọn nọ không làm chuyện này Cũng không phải là khoa sinh hóa Đám người đó bị trình tự hóa rồi Không nghĩ ra được chuyện kích thích này Hẳn cũng không phải khoa lịch sử Cái đám đó ít nói lại thiếu đoàn kết Khoa du học cũng không phải Bọn nọ giải bài của mình chọn chưa xong Khoa nghệ thuật cũng không giống Nữ sinh nơi đó bận hiến thân cho nghệ thuật nhân dân tệ Thế thì Từ mộ hiền liên tục phủ nhận mấy khoa Lôi đại bằng nghe thế Mắt đào tròn cũng gắn ngón trỏ suy ngẫm Rõ ràng là nghĩ không ra Tò mò hỏi Cậu nhìn đã là ai à Đương nhiên tứ mộ hiền gật đầu nhỏ giọng đáp Hẳn là đám ngu ngốc khoa thể dục Nhìn đi Chữ biết cứ như bôi mực Làm việc không suy nghĩ Ký tên còn là em gái ăn không no Cậu nhìn xem Chữ như cành cây bị gió thổi gãy Giống một em gái viết không Dù dư tính có là nữ Thì cũng là loại con gái hung hãn khoa thể dục nghe đánh giá lại nhìn chữ lôi đại bằng ngoác miệng cười tới tới mắt híp lại xem ra anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau đi vài bước lại nhìn mấy nam sinh lôi đại bằng thấy phân tích dư thừa quả đúng là có mấy tên ngu ngốc khoa thể dục đang cổ động trên đang ngoài đám đông mười mấy người của ban kỷ luật ban sinh viên phòng bảo vệ đứng bên ngoài hô hào mọi người giải tán trường học sẽ giải quyết thỏa đáng không giải thích còn đỡ càng giải thích càng có kẻ lên tinh thần thứ lúc hỗn loạn hô hào Nhà trường bỏ thầu nhà ăn có màn đen, có thông đồng lợi ích, trục lợi trên tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ sinh viên. Nữ sinh vây quanh lại đông, bàn tán xôn xao, làm một đám người không thể quyết được việc gì kia lúng túng chẳng biết làm sao. Chuyện náo nhiệt trong trường không nhiều, bình thường cũng lắm, nhìn thấy cặp đôi trốn sau góc tường hôn hít hay là lăn lộn trên bãi cỏ, rồi thì mấy nữ sinh ghen tuông giật tóc cào cấu nhau, còn náo nhiệt quy mô này sắp xanh ngang với lễ hội văn hóa rồi. Trên đường ra ngoài thì thấy vòng trong và ngoài toàn là người Từng bừng hơn bình thường ăn liên hoan Từ mộ hiền kéo lôi đại bằng vẫn còn lưu luyến xem náo nhiệt ra ngoài Lôi đại bằng không vui kêu ca Đừng kéo đừng kéo tôi xem thêm một lúc Cậu đi thôi đừng để lát nữa lên cơn đứng trên bục phát biểu Bị người ta bắt làm gương đấy Từ mộ hiền ra sức lôi kéo Thực sự lo thiên lôi ca sông lên hô hào Trước kia bất kể là trường học tổ chức đón sinh viên mới hay là tiễn sinh viên cũ, đội sinh viên đánh cãi lẫn nhau, chỗ nào náo nhiệt là chẳng thiếu cái mặt lôi đại bằng. Lôi đại bằng đúng là định đứng ra hưu hào thật, có điều giờ đã hiểu thời cơ qua rồi, nhìn thấy chiếc Audi của hiệu trưởng đỗ lại, đội một đám bí thư đảng ủy, chủ nhiệm khoa kéo tới, biết chuyện náo nhiệt chẳng thiếu duy trì lâu, hậm hực nói. Thôi bỏ, chúng ta không tham dự nữa, đi thôi, đói rồi ra ngoài ăn Khoan khoan Hôm nay không ai ăn cơm trong nhà ăn Chúng ta tới đó đi Cậu đi kiếm kích thích đấy à từ mộ hiền chỉ đám đông hô hào Trước mặt bao người ngang nhiên làm hán gian Chọc tức số đông Đó rằng là không thể chấp nhận được rồi Ai ngờ lôi đệ băng cười hi hi Chưa chắc đâu Lão đại nói Người khác không nghĩ tới mà chúng ta vẫn làm được Thế mới gọi là bản lĩnh Tôi nói cho cậu biết Hôm nay là cơ hội tốt ăn miễn phí Tiếp đó ghé tay thì thầm Từ mộ hiền vừa nghe một cái liền kinh ngạc nhìn lôi đại bằng Có câu người thông minh thường làm chuyện ngu ngốc Còn người ngu ngốc đôi khi làm chuyện thông minh Lôi đại bằng thường làm chuyện thiếu suy nghĩ Nhưng không phải là ngu ngốc hết lối thoát Vì như cái hắn vừa đôi hình như là khả năng cao Từ mộ hiền vẫn còn đang hoài nghi Thì lôi đại bằng sớm đã kéo hắn tới cửa sau nhà ăn đội bảo từ mộ hiền đứng đó Hắn vắn rèm đi vào Một đám đầu bếp mặc áo trắng đôi mũ trắng mặt ai nấy cứ như quả mướp đắng chuyện này rõ ràng sẽ mang tới phiền hà lớn bọn nọ có vẻ đang nghiên cứu cách ứng phó thấy lôi đại bằng đi vào bếp trưởng hỏi làm cái gì thế hả à? đói quá đến lấy cơm phía trước đông người quá không vào được lôi đại bằng nói thật cái mặt vừa thật tà vừa ngu ngốc rõ ràng nhìn thấy đám đầu bếp có tinh thần một chút có điều một người không thay đổi được toàn cục hơn nữa còn là người có vẻ như thần kinh có vấn đề cho nên không ai để ý tới hắn Bếp trường còn đang phiền lòng Vì không biết phải ăn nói thế nào với phía trường học Đôi khi người dục nhất chính là lời nói thật Lôi đại bằng lại thanh khẩn nói một câu Đừng như thế chứ Mặc dù mọi người nấu ăn không ngon Nhưng đâu cần đau khổ tới mức đó Đúng rồi Dù sao hôm nay thức ăn của mọi người cũng đem đổ đi Chẳng bằng đổ vào bụng tôi Cảnh ngốc có cái lợi Đó là người bình thường sẽ không đi tranh cãi với hắn Bếp trưởng xua tay nói Tự đi mà lấy Đôi không để ý tới tên ngốc đó nữa Lôi đại bằng hớ nà hớn nở vâng một tiếng Chạy thẳng tới bên thùng inox Múc liền hai muôi Thấy một đám đầu bếp đang đầu đi Chẳng để ý gì tới mình thì mừng lắm Thì mừng húm Lờ luôn đi chuyện quẹt thẻ Cứ múc thức ăn cho đã đời Sau đó chuồn khỏi bếp Đi ra ngoài hắn đưa cho tư mộ hiền một cái khay cơm ú ủ. Thấy chưa Toàn thịt tôi nhé Miễn phí đấy Bọn họ đang lo xót bó Quên cả lấy tiền Hố hố Đi về Về ký túc xá ăn buổi tối lão đại dẫn chúng ta đi câu cá Ở trường chán thấy phát ngán rồi Tư mộ hiền bê khay cơm đầy chặt thức ăn cười suốt Cứ như thấy có chỗ nào đó buồn cười lắm vậy Bọn họ vừa đi vừa ăn Ở đằng xa biểu tình vẫn tiếp tục Lôi đại bằng xúc đầy thì thức ăn vào mồm Có nội hứng giữa năm đấm hô Đoàn kết nhất trí Giọng hắn không khác gì ngựa hí la kêu Có chút đặc thù như hạc giữa bầy gà đại khái thu hút sự chú ý của ban kỷ luật có người quay đầu nhìn từ mọi hiền hết hồn kéo lôi đại bằng lên cơn đi hai người bê khay cơm chạy như làn khói về ký túc xá học viện lộ châu xảy ra sự kiện nghiêm trọng sinh viên tẩy chay nhà ăn sinh viên vây quanh nhà ăn chưa giải tán tin tức này nhanh chóng đưa lên mạng đặc biệt là mấy tờ áp phích lớn viết chữ đồng bay phượng búa được chụp lại lan truyền âm ầm trên diễn đàn trường và thành phố ngay đầu hình như còn có đài truyền hình thành phố và phóng viên báo đô thị tới nơi phỏng vấn. Đồng tính không còn nhỏ nữa. Trường học vội vàng tổ chức chủ nhiệm các lớp, đảng ủy các khoa, ban sinh viên, bộ phận đảm bảo hậu cân. Một mặt ngăn phóng viên phỏng vấn, mặt khác thì tới nhà ăn lớn để mở họp hiện trường. Về phần nội dung không rõ, họp hơn một tiếng, chủ nhiệm khoa Trung Văn là Vương Hàng Bân ăn bài mấy phần tử cốt cán trong khoa, dựa theo lãnh đạo trường căn dặn tới các ký túc giá tìm hiểu tình hình, vừa mới dặn dò được vài câu thì có người gọi ông quay đầu lại thì ra là sử xuân hòe trưởng ban sinh viên đang vẫy tay với mình theo sau còn có nhâm quần chủ nhiệm lớp số 2, năm bốn và bí thư chi đoàn vương hoa đình một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp thuộc hàng hiếm có trong trường chuyện gì thế nhỉ vương hằng bân nhìn thấy chủ nhiệm lớp và bí thư chi đoàn sắc mặt ủ rũ trong lòng giật đánh thót mơ hồ có dự cảm không lành lớp số hai năm bốn là lớp thảm họa Bốn năm qua khai trừ một Nhảy lầu tự sát một Còn có hai vụ tự từ không thành Về phần yêu đương ghen tuông Với đánh nhau vỡ đầu chảy máu càng nhiều Một lớp thôi mà chuyện xảy ra Còn nhiều hơn mấy chục năm theo nghề của Vương Hằng Bân Ông ta ăn bài mới sinh viên chơi nhau làm việc Sau đó đi nhanh tới nghi hoặc đánh tiếng Còn ăn bài gì sao? chứng ban sử chứng ban sử xuân hoè Ra mặt còn thâm mơn cả kế hoạch cổ thủ Bị quanh năm suốt tháng giữ về mặt nghiêm túc Nên mặt cứ giải đa Ừ ờ, Vì đề vòng chuyện này bị khuếch đại Đảng ủy trường chỉ thị cho ban sinh viên Tham dự công tác khắc phục hậu quả Có mấy lớp trọng điểm Ban sinh viên chúng tôi phối hợp với lãnh đạo khoa Tới thăm từng cái một Chủ nhiệm vương nhìn nhông quần dò hỏi Nhông quần vô thức né tránh ánh mắt Chủ nhiệm khoa Lớp của mình không ít lần kéo chân cả khoa Thực sự hộ thèn với lãnh đạo Thôi rồi, Chẳng có chuyện gì hay ho cho mà xem Quả nhiên trưởng văn sử vẫn mấy lời cũ đích đó Trong ban chúng tôi theo dõi vài phần tử khác biệt Trong đó có mấy sinh viên lớp 2, năm 4 của khoa các anh Đi hỏi thăm một lượt Các cậu lôi đại bằng thường xuyên dán giấy làm trò hệ ở ký túc xa nữ Còn cái cậu chuyên viết văn lúc nào cũng tỏ thái độ chống đối À cậu ta tên Tư Mộ Hiền Cậu sinh viên đó gớm đấy Còn là quản lý diễn đàn gì đó có trong hồ sơ của bộ phận an toàn thông tin cục công an. chứng ban sử để cây gọng kính đen kiểu cũ, cầm cuốn sách nhỏ đã sờn góc, cuốn sách già như người vậy. Bên trên liệt kê những sinh viên nhiều thành tích bất hảo nhấn mạnh. Chủ yếu nhất là người này, tên Diệp Dũng, còn từng tổ chức ngồi biểu tình im lặng thị uy với trường, đúng là danh nhân đấy. Làm sinh viên mà có thể kéo giáo viên ngã rớt đài, đúng là lần đầu mới nghe thấy. Không thể coi thường sinh viên bây giờ Cái hay không học Cái hữu dụng không học Đem hết mấy thói xấu ngoài xã hội vào trường rồi Nhâm quần và chủ nhiệm lớp Vương Hằng Bân nhìn nhau Vừa nhắc tới chính là chuyện một năm trước Nguyên nhân là một giáo viên giới thiệu sách cho sinh viên Mà tác giả chính là giáo viên đó Đây là quy tắc ngầm trong trường Mọi người đều hiểu Giáo viên kiếm được tiền tư liệu Sinh viên thì kiếm được học phần quá ải Hai bên cùng có lợi thì nhận lại có người không chấp nhận nhất định vật trần chuyện này đưa lên trường học đưa lên cục giáo dục đưa lên mạng tấn công khắp mặt trận trường học không thể không xử lý đành làm cho có cho một cái xử phạt mang tính tượng trưng điều khỏi vị trí cũ vì thế lần đầu tiên có chuyện sinh viên kéo đổ giáo viên xem ra mấy sinh viên này chính là mục tiêu trưởng ban sử xuân hòe muốn nhắm vào lại liệt kê đa vài thành tích bất nào của sinh viên tên diệp dũng người này vừa nghe một cái đã thấy phân lượng còn cao hơn lôi đại bằng và tư mộ hiền cộng lại chẳng những trưởng ban sử ngay chủ nhiệm vương hàng bân và nhâm quần nghe tới cái tên diệp dũng đã muốn bệnh dù sao cũng là học trò của mình thầy nhâm quần binh vực một câu trưởng ban sử chuyện này trong vài trường học chúng ta đã xử lý rồi à với lại chuyện với thầy tần đúng là do chất lượng đội ngũ chúng ta vàng tao lẫn lộn cô giáo trung niên hiền hòa này xưa nay luôn được lòng sinh viên chỉ là lời binh vực không đủ mạnh mẽ mà đối tượng binh vực cũng không đúng Trường ban sự phản bác từ phương diện khác Giáo viên đúng là có sai Nhưng nhìn góc độ khác cũng phản đánh đằng Đứa sinh viên đó không có sự tôn trọng tối thiểu với giáo viên Cô giáo nhầm Cô đếm tử xem mấy đứa sinh viên đó của lớp cô Làm chuyện xấu còn ít à Không thể cứ bảo vệ nó Loại ngựa hại bầy quấy rối pha phách ấy Phải xử lý nghiêm túc Đăn đe đứa khác Bây giờ tẩy chai nhà bếp Tiếp theo là tẩy chai trường chứ gì Có phải là còn muốn lôi cả giáo viên ra đấu tố không Thế này rõ ràng có chút gượng ép đôi Còn chưa điều tra mà đã quy kết vấn đề cho mấy sinh viên lớp số 2 Chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân biểu môi Cái tính cố chấp cực đơn của trường ban sử liên quan tới quá khứ ông ta Vào giai đoạn đặc thù bị học sinh đấu tố nên để lại hậu di chứng Cho nên về sau thu hận học sinh quấy phá còn quá thu hận giai cấp Gặp phải mấy đứa sinh viên này Chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp có thể coi là tai bay vạ gió Trường văn sử thu bạo thuốc dục Đi thôi Chính là ba đứa sinh viên đó Điều tra từng đứa một Tiểu Vương Em là bí thư chi đoàn của lớp Mấy đứa đó ở ký túc xá nào Dẫn cả chủ nhiệm lớp Chủ nhiệm khoa chơi nhau ra đi tìm Ngay tới đó chủ nhiệm Vương hơi cau mày xua tay Không cần phiền vậy đâu Bọn chúng cùng phòng Trường văn sự không ngờ là nói chúng ổ luôn Hơi ngớ đà theo chủ nhiệm Vương tới ký túc xá Đoàn bốn người mang theo tâm tư riêng Chủ nhiệm khoa đi nhanh nhất Trường ban sử cao lêu nghêu Lưng ngơi cổng theo sát phía sau Cả hai mặt âm u Đi qua cổng ký túc xá Đám sinh viên đều nhận ra vị trường ban sử Từ thế kỷ trước xuyên Việt tới nay Im như tóc tránh sang bên Không tránh không được Vị trường ban này tất cả loại y phục Từ đồng phục trường tất cả kiểu tóc Chữ tóc khúi cua là ông ta đều thấy trước mắt Nếu dám mặc thứ trong phục kỳ gì... Để kiểu tóc thời thường Thế thì cứ đợi nghe ông ta giáo huấn đi May mà hình như Hôm nay ông ta có tâm sự Cho nên không tóm lấy đứa sinh viên nào Đi tặng lên tầng 2 ký túc xá Hai người còn lại Lề mề theo sau Chủ nhận lớp nhâm quần hỏi bí thư chi bộ lớp Hoa Đình có phải đám phòng 222 làm ra không? Chuyện này em cũng không biết Cô bí thư chi bộ vương Hoa Đình mím môi thần sắc khó xử Sáng nay có tiết gì? Em có thấy mấy người họ không? Chủ nhận lớp hỏi một tiên lý luận văn học hình như không thấy họ Bướng Hoa Đình nhỏ giọng đáp Cố gắng nhớ lại Đúng là không thấy mấy người kia Không trách cô được Tới năm thứ tư truyền trốn học rất nhiều Lại là tiết mấy lớp học chung Chỉ cần không điểm danh Thiếu mười mấy hai mươi người không sao biết được Chủ nhậm nhâm thở dài không nói gì Bướng Hoa Đình máy móc đi theo Nhìn cô giáo mà lo thay Cô giáo nhầm dạy môn văn học cổ đại có danh tiếng rất tốt trong giới sinh viên vừa ôn hòa lại bác ái đối xử với sinh viên rất nhẹ nhàng nhất là khi chất trí thức điềm tĩnh ấy khiến nam nữ sinh trong lớp rất yêu quý thậm chí là học cách búi tóc sau gáy như cô giáo nhâm trong lớp bình thường chẳng có chuyện gì dù có thì cán bộ lớp cũng làm thay được có điều trừ chuyện của phòng 222 phòng này chỉ cần xảy ra chuyện một cái là nhìn thấy cô giáo nhâm nhíu chặt mày bà tên khác người kia đừng nói ở trong khoa dù trong trường cũng rất tiếng tăm Bữa Hoa Đình dù có muốn chia sẻ lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Ôi, mấy đứa nó sắp tốt nghiệp rồi mà chẳng làm người ta yên lòng. Lối đại bằng từ lớp đại học dự bị đi lên, quý phá cũng đành đi. Tư mộ hiền xưa nay thành tích không thể, sao cũng vào hùa với họ. Còn dịp Dũng nữa, có học kỳ nào không gây hỏa. Thật hết cách với cậu ta. Cô giao nhầm lắc đầu, tự như đang lầm bầm một mình. Sinh viên có thể khiến trưởng ban sử đau đầu thì cơ bản không phải sinh viên thường thế mà chúng đều gom vào cùng một phòng nữa chứ nhầm quần thấy đừng nói là mình dù mời chuyên gia giáo dục tới cũng thấy tinh thần suy kiệt vương hằng bân quen đường đi trước rẽ ở cầu thang đi qua phòng lấy nước gõ cửa phòng 222 hai hai trông sau cửa két một tiếng tư mộ hiền thò đầu ra có vẻ kinh ngạc lắm à chủ nhiệm vương sao thầy lại tới đây trường lúc lên lớp thì bình thường ngay cả mặt giáo viên còn khó gặp vậy mà chủ nhiệm khoa lại ghé thăm phòng sinh viên chuyện này không nhiều vương hằng bân chẳng nói chẳng đằng đầy cửa chẳng nhiều sao tư mộ hiền ngăn cản sự run hòe theo sau chẳng chút khách khí đầy cửa ra tư mộ hiền không kịp ngăn cản vội vàng lay lôi đại bằng chùm chăn ở giường dưới dậy mau dậy mau chủ nhiệm khoa tới tay đà còn có người ngủ trên giường u a à u ớ vài tiếng Lôi đại bằng xoay người làm rừng kêu kéo kẹt vì sức nặng của hắn Mặt khó khăn lắm mới mở ra được mắng tứ mộ hiền đừng quý đầy người ta ngủ Có điều vừa nhìn thấy gương mặt âm u của chủ nhiệm khoa thì giật mình bò dậy Vừa bò dậy liền phơi bày hít cảnh xuân trước bàn dân thiên hạ Lộ ra hai kim mông nấn nẫn phí nhâu làm cô giao nhâm và vương hoa đình vừa mới tới cửa vội tránh đi Chứng bắn sử không chấp nhận được tư lười biếng thế này có phần tức giận quát Giữa ban ngày sao không mặc quần áo Em ngủ khỏa thân chứ không phải chạy khỏa thân đâu Dù là chạy khỏa thân chăng nữa Cũng là vì nghệ thuật Có gì sai đâu lôi đại bằng quay đầu lại Giọng điệu khó chịu đốt lại trường văn sử một câu Từ mộ hiền ít nhiều biết hay giờ Khoác áo cho tên này Chủ nhiệm vương dục lôi đại bằng mặc quần áo Lại dục hắn đi rửa mặt lôi đại bằng mặc quần áo xong vẫn không vui Cầm chậu tới phòng bên cạnh lấy nước Lúc này cô giáo nhâm quần Và vương hoa đình mới vào phòng phòng ký túc xá đại học thì nơi nào cũng như nơi nào dừng hai tầng bàn cá nhân đơn giản hết mức bốn vị khách không mời mà tới đều nhìn tư mộ hiền mà không nói gì cả tư mộ hiền người mong manh nhỏ bé mặt mũi sáng rủa hiền lành nhìn thế nào cũng giống người quy củ nề nếp dù có đưa tới trường cao trung cũng chẳng bắt mắt dáng vẻ này ngay trường ban sử cũng chẳng thể hình dung ra cảnh ngắn vung tay hô vang lãnh đạo cuộc biểu tình ngược lại có chút hoài nghi tên lôi đại bằng Trông đất giống vai phản diện kia. Cô giam nhầm và chủ nhiệm vương hàng bân thì thờ phào. Vì tên khó chơi nhất có khả năng rút bầy nổ loạn nhất là Diệp Dũng không có ở đây. Chỉ có Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng không thể gây ra chuyện gì. Con tìm được chân tướng ở đây không? Đổi thì thế nào? nhất thời không ai lên tiếng. Tư Mộ Hiền càng không hiểu ra sao. Trong lòng hoài nghi phải chăng Lôi Đại Bằng bị ban sinh viên hay trong khoa nắm được top gì đó. Nhật thời trong phòng ký túc xá bầu không khí trở nên căng thẳng một lát sau lỗ đại bằng mang cây đầu ướt dũng nước lau mặt trở về chăn đệm đã được tư mộ hiền gấp gọn gàng bốn người kia vẫn đứng đó vừa chạm ánh mắt họ lôi đại bằng giật mình chột dạ giải thích nay làm sao thế sao lại nhìn em như vậy em lâu lắm rồi không thấy ký túc xa nữ gian giấy tìm bạn gái với lại bây giờ nữ sinh có người chủ động đi làm gái em công khai tìm bạn gái cũng không có gì sai đâu nhé cô nữ sinh vương hoa đình suýt phi cười Bội mím chặt môi cười bây giờ thì bất nhã quá người bạn học này của cô ở trong lớp mỗi lần lên tiếng có thể xúc cả đám nhìn mặt trường ban sử đã tối đen rồi cô vội truyền đề tài không hỏi cậu chuyện đó diệp dũng cũng ở phòng này sao à Dường trên diệp dũng là lão đại tôi là lão nhị tư mộ hiền là lão tam lôi đại bằng chỉ dừng lão đại không có ai cả chẳng những chỉ mà còn giải thích Diệp Dũng không chỉ là lão đại trong phòng Còn là anh nuôi của tôi Tôi gọi mẹ anh ấy là mẹ nuôi Gọi cha anh ấy là cha nuôi Nói ra chúng tôi là anh em Giang Hồ gọi anh ấy là đàn Ca Đám huynh đệ gọi anh ấy là đàn Đông Ca Đàn Đông Đây là từ lưu hành trong giới sinh viên Ai ngờ lôi đại bằng nói chân phứa ra như thế Vương Hoa Đình giật mình Không chỉ cô Cả ba người còn lại đều sốc Lại còn Giang Hồ nữa Lời này chủ nhiệm vương nghe tôi đã muốn đá người rồi Vậy mà lôi đại bằng còn tưởng là mình chưa giải thích đó ràng Nói rõ hơn Mọi người đừng hiểu sai Không phải anh ấy đau bi Mà là ai gặp phải anh ấy thì người đó đau bi Phi Lần này tới cô giao nhầm Cũng không nhịn được mà Phi cười Đoán chừng quán nửa là tức quá mà cười Từ mộ hiền nhìn lôi đại bằng cũng tức cười Thực ra ai gặp phải tên đó Cũng có cảm giác đau bi ấy Trường ban sự không cười Mày nhíu chặt Mắt có cảm giác tóe lửa chưa nói tới Diệp Dũng Đến tên này thôi đã đủ cho ông ta đau bi rồi Chủ nhiệm Vương không nhịn được mắng Không ngồi thì cậu đừng có nói Học trung ban 4 năm mà ăn nói thế đấy à Trưa nay cậu ăn cơm ở đâu Giờ ăn cơm làm cái gì Làm nhảm lắm thế Nhà ăn Lôi đại bằng trả lời Có chút bực tức Nào là chủ nhiệm khoa Trường ban sinh viên rồi chủ nhiệm lớp Mà lại hỏi tới chuyện ăn cơm buổi trưa Đầu loe sáng dù là người ngốc mới cũng hiểu ý đồ họ từ đây đột nhiên hắn cười cười ngoác miệng vừa cười vừa đắc ý nói ồ ồ ồ tôi hiểu rồi mọi người tới tìm người lãnh đạo vụ tới trang nhà bếp ha 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 lần này tìm nhầm người rồi buổi trưa em còn ăn trưa ở nhà ăn từ mỗi hiền ăn không hết thừa một nửa không tin em dẫn mọi người tới bếp đối chất em tới bếp lấy cơm còn nói chuyện với họ hôm nay cả trường tẩy trang chỉ hai đứa bọn em là không không tin cứ nhìn xem Hắn cười như chỗ không người Cứ như là mưu kế thành công Còn lấy khay cơm chưa kịp rửa ra làm bằng chứng Mỡ lợn đã đông cứng thành trạng thái keo trắng rồi Chẳng biết lôi đại bằng vô tâm hay cố ý Mà đưa thẳng tới trước mặt trường ban xử, Ông ta kinh tởm đẩy qua bên Từ mộ hiền sợ tên này gây chuyện Bội ngăn lại Giải thích buổi trưa hai người họ thấy đám sinh viên biểu tình Thì đi cửa xong vào bếp lấy cơm Chuyện kích động sinh viên trong trường tẩy chay nhà bếp à Lối đại bằng ngốc đầu Tất nhiên là phủ nhận Ngay cả chuyện mình hô khẩu hiệu Hắn cũng trôi phát Còn lão đại Diệp Dũng thì hôm nay không ở trường mà về nhà rồi Hơn nữa còn về nhà đã hai ngày Nói như vậy Bọn nọ đi tìm người cầm đầu biểu tình Lại tìm được hai người không biểu tình Chúng văn xử mất hứng Nhưng Nhâm Quần và Vương Hoa Đình thì thở vào Chỉ cần không phải là học sinh trong lớp gây chuyện thì tốt đôi Vì có thể kê cao gối ngủ kỹ Giờ thì chủ nhiệm vương sắc mặt ôn hòa hơn hẳn Chỉ lôi đại bằng Trưởng ban sự Anh biết tình hình năm số 4 đấy Chỉ có vài nam sinh thôi Nếu không phải là bọn chúng Thì không phải là khoa trung ban chúng tôi cầm đầu Tôi cảm thấy chúng ta không nên làm phức tạp quá mọi chuyện Hơn nữa phương pháp này đúng sai phải bàn lại Sinh viên tẩy chai nhà bếp Thế thì nâng cao chất lượng thức ăn Nâng cao phục vụ và hậu cân là được Cần gì đưa tới tầm cao đức dục và chính trị Đúng đúng Chủ nhiệm vương của anh Minh Đây là vấn đề của cái bụng Liên quan gì tới nhận thức và tư tưởng chứ Cơm nước trường ta quá tệ hại Lôi đại bằng không chịu làm quần chúng xen vào Tư mụ hiền muốn ngăn cản Nhưng anh không nói đào thì không thoải mái Đẩy tư mộ hiền sang bên Lớn tiếng chỉ điểm Mọi người có biết không Thực ăn trường ta ghê lắm Có thể làm vật liệu xây dựng luôn đấy Vì sao à Mềm mềm tới có thể làm vôi chét tường Gạo cứng tới có thể xây nhà Cánh thì mùi bị tệ tới mức đem làm xi măng luôn Bánh bao ấy à Vừa đang lò là đã kết cấu bê tông Đang không tốt nhai không nổi Em hoài nghi đầu bếp của chúng ta xuất thân kiến trúc xây dựng Đó mà là làm cơm mà Đó là ép mọi người lên lương sơn Không tạo phản không được Nước mọt lôi đại bằng băng tứ tung Ngay cả chủ nhiệm vương cũng ngăn không nổi nữa Đến cầu tạo phản cũng nói ra rồi Tư mộ hiền cuống lên Dấm mạnh một phát Lôi đại bằng đang nói tư hứng khởi Thì quá đau đớn lối suy nghĩ bị cắt đứt quên chuyện cơm nước liếc xéo tư mộ hiền thị uy dẫm tôi cái gì hả nói không đúng à buổi trưa nay cậu nói nó đang là thịt heo sao ăn như cám heo có phải cậu nói không tôi ngơ mắt với cậu chính là ở điểm ấy đấy sợ cái gì Nói thật một câu thì chết à hai người này vừa cãi nhau một cái mặt chủ nhiệm vương liền khó coi hỏi ý trưởng ban sử mặt còn khó coi hơn trưởng ban sự hay là chúng ta từ lớp khác điều tra thôi anh đừng để ý đại bằng từ nhỏ bị thương ở đầu nói chuyện hơi thẳng anh thông cảm chút em không lôi đại bằng quay đầu trợn mắt lên muốn cãi đầu mình chưa từng bị thương ca ca đây thông minh lắm nhưng bị chủ nhiệm khoa lơ mắt hắn đành nuốt lời định nói lại dưới uy hiếp của cường quyền đành ngậm thừa nhận mình từng bị lừa đá vào đầu à vậy cũng được ờ, à, tôi sẽ phản ánh ý kiến của em lên trường Trưởng ban sử tuy tức tối nhưng không phát tiết Đứa sinh viên này nó năng nghe chứng ta một chút Nhưng là sự thật Ông ta cũng nghe thấy mấy chuyện không hay ho gì ở nhà ăn Vừa đi được mấy bước Ông ta quay đầu nhìn căn phòng Chứ cái giường quả lôi đại bằng ra Thì chỗ khác xem như là sạch sẽ Trưởng ban sử muốn kiếm về chút thể diện Chỉ cái giường mắng Chú ý vệ sinh cá nhân Xem bẩn thế nào rồi Có giống sinh viên đại học không Dường lối đại bằng đúng là chẳng sạch sẽ gì Dưới gối còn có cái tớt chưa kịp giấu đi Lộ đa một phần Mà em gái xinh đẹp trong lớp còn có mặt Hắn bụi vàng nhích người che giường chứng bán sử không truy cứu sâu hơn Lực mắt qua giường tư mộ hiền Vô tình nhìn thấy trên giường của Diệp Dũng Còn treo một bức tranh chữ Bằng giấy tuyên thành trắng Bên trên viết bốn chữ Tâm hảo chi ra chứng bán sử không khỏi bật cười Cái phòng này mà cũng gọi là tam hảo chi ra à tiếng cười hơi chút chế giễu, thế là chọc giận tứ mộ hiền đôi. hắn chỉnh lại cổ áo, vừa rồi còn bị lôi đại bằng mắng cho vì tội nhát gan. vậy mà lúc này đối diện với cường quyền chẳng run sợ, đừng hoàng chất vấn. Trình ban sự, tâm hảo ở đây không phải tâm hảo đó, tâm hảo của bọn em là vui vẻ làm việc thiện, vì lợi ích chung mà làm việc nghĩa, chăm chỉ hiếu học, đó là tâm hảo của người quân tử. Cổ kim đều đúng, chúng chính là gốc lập thân làm người mà giáo sư tống khoa trung văn dạy bọn em thấy sai À? Tên thích văn trường chua lè này không phải dạng chẳng được việc gì như thư sinh thời cổ. Lời lẽ đanh thép còn đem cả giáo sư già đức cao vọng trọng đa. Trường văn sử nghẹn nọng, cô giao nhầm tán thưởng. Đôi khi cô cũng không, không tán đồng ban sinh viên bới lông tìm vết với sinh viên. Lâu dần đè nán sinh viên chẳng còn cá tính. Từ mộ hiền chắc chắn là sinh viên còn cá tính. Chỉ là mấy câu chua mắc ói này làm lối đại bằng nghe mà bí môi. Trưởng ban xử cứng họng không nói ra lời Muốn đi cho nhanh Không ngờ lôi đại bằng kéo chủ nhiệm vương lại Khoan đã Có chuyện này phải nói cho rõ ràng Chuyện gì Mọi người dừng bước Còn tưởng lôi đại bằng bất mãn với việc Vô cớ bị nghi ngờ tổ chức biểu tình Chủ nhiệm vương sợ đưa sinh viên thẳng tính này Nói linh tinh ngăn lại Biết rồi Trưởng ban xử đã nghe ý kiến của các em Còn về phần có tham dự hay không Thì đợi cha đã rồi nói sau Sắp tốt nghiệp rồi Chớ sinh sự nữa không phải chuyện đó mà là cái này lôi đại bằng chỉ bức tranh chữ trên rừng lão đại chuyện này phải nói cho đó đang chứ là do lão đại diệp dũng biết tư mội hiền nói sai đây không phải là quân tử tam hảo thế đó là gì chủ nhiệm vương vô thức hỏi tam hảo ở đây là tham ăn lời làm thích nhàn ghét mệt háo sắc tham tiền đây chính là tam hảo của nam nhân ai ai cũng thích thật đấy không lừa tay đâu chủ nhiệm vương cái thằng tư mộ hiền này ưa nói vớ vẩn Lôi đại bằng gập ngón tay nói Nét mặt nghiêm chỉnh không hề đua cơn Thế là mọi người nghe rõ ràng âm thanh mắc nghẹn là cổ hỏng Chứng ban sử mà tôi tôi đi ngay tức trào máu Chủ nhiệm vương chỉ chỉ mặt lôi đại bằng Tức tôi không nói ra lời cũng đi nốt Cô giao nhầm giờ khóc giờ cười Chẳng muốn nạ mình tranh luận với cái loại học sinh này mà bỏ đi Cô bí thư chi đoàn lớp Vương Hoa Đình cười mãi không thôi Có thể khiến trưởng ban sử mà ai cũng sợ như sợ hổ tức giận bỏ đi chỉ mấy vị phòng 222 là có bản lĩnh đó hôm nay lớp số hai vô duyên vô cớ bị hoài nghi vương hoa đình lo lắng lắm bị lôi đại bằng làm loạn cả lên cô như thể chút được gánh nặng bỗng nhiên cô chút vui vẻ lúc sắp đi vương hoa đình nhìn lôi đại bằng đứng thẳng tắp không hề ý thức được mình nói sai cái gì cô giơ ngón cái mi chớp một cái như hai mắt với hắn hạ giọng xuống thiên lôi Trước kia không nhận ra cậu mới là người đẹp trai nhất trong lớp chúng ta. Mỹ Nhân cười mà đi, lối đẹp bằng như lên cơn đau tim, bụi vàng ôm ngực sợ tim mình nhảy ra ngoài. Vì sao thế? Ở trường không ít em gái được gọi là hoa khôi lớp, hoa khôi khoa, hoa khôi trường không ít, nhưng Vương Hoa Đình là cô gái duy nhất được phong là hoa khôi đảng, đứng trên mọi loại hoa khôi. Khi còn là sinh viên năm đầu đã vào đảng, năm thứ hai làm chủ tịch hội sinh viên, tầm cỡ chừng nào? Cô là đối tượng vô số nam sinh áo ước trong đêm khuya cô tịch Lối đại bằng 4 năm trong trường chưa có em gái nào đối xử tù tế với hắn Hôm nay hoa khối đảng bị hắn mà nở rộ Sao chẳng kích động tới không kiềm chế nổi Nghĩ thôi đã đắc ý rồi Lại bắt đầu cắn ngón tay, mắt đờ đẫn Lại soi gương, lòng ngứa ngáy như bị meo cao Đứng đó có vài giây thôi mà từ khóe miệng có nước dãi chảy ra Ê ê Từ mộ hiền gọi vài câu tay vừa vừa trước mắt thất thần của lôi đại bằng thấy hắn không có phản ứng dứt khoát cho luôn mấy cái tát chăn chát mới đánh thức được lôi đại bằng chẳng giận thích chí sửa má nóng đát bộ dạng đơn độn kim thiểu năng hỏi tứ mộ hiền sao thấy hiền đệ sao lại sở má anh có phải thấy anh đẹp trai nhất lớp không ờ đẹp trai lắm sắp ướt cả quần rồi đấy cậu nhìn bương hoa đình thôi mà đạt được cao trào rồi à đó là đối tượng mà cậu có thể tư tưởng sao Sao lại không Nữ nhân có giỏi tới mấy Cũng phải đên để dưới người nam nhân thôi mà Cậu này thì đến cả tư mộ yên Cũng sốc luôn Không dám tranh luận với hắn nữa Ba anh em mở vấn đề nữ nhân Có cái nhìn không nhất trí chút nào Một đơn thuần, một vô tình, một lang nhăng Mỗi người cố chấp ý riêng Lại nhìn lôi đệ bằng Hắn đã tới trước gương tự luyến Sơ sơ gò má mình Hiện đại bữa đội Vương Hoa Đình thực sự nói tôi đẹp trai đấy. Cậu có nghe đó không? Tôi cũng thấy gần đây hình như mình đẹp trai hơn một chút. Không đúng không đúng là hơn rất nhiều chút. Nói không chừng rất nhiều nữ sinh trong trường thầm yêu tôi. Khổ nỗi không có cơ hội biểu lộ. Cậu nói xem người còn lại của tôi có phải Vương Hoa Đình không? Tôi nói này Đại Bằng. Cậu không nói thì người ta cũng lắm chỉ coi cậu là thằng gốc thôi. Cậu mở miệng ra một cái người ta biết ngay cậu bị não tàn. Từ mộ hiền ngồi trên giường Cười muốn co giật Chỉ lôi đại bằng rơi vào tự luyến nghiêm trọng Còn nữa Sau này cậu đừng nói lung tung nữa được không Tôi còn sợ cái mồm của cậu Mấy chuyện tham ăn háo sắc mà cũng đem ra ngoài nói được à Lôi đại bằng chẳng thèm quay đầu ném một câu Đừng nói mấy câu chua lè nữa Lão đại nói Tham ăn dưỡng vị Lời làm dưỡng thân Háo sắc dưỡng nhan Nam nhân tam hào có gì không tốt Bảo sao trông cậu như người của xã hội cũ vì cậu không thích cái nào trong ba cái đó cậu phải học lão đại của chúng ta ăn uống chơi bơi mặt nào cũng tinh thông chát từ mội hiền tự vào mặt minh ai bảo phạm vào đại kỵ tranh cãi với lôi đại băng y quy mà hạ thấp ngang hàng với thằng đó mới tranh luận thì căn bản không thắng nổi bảo sao mà chủ nhiệm vương cô giao nhâm trưởng ban sử quay người đi luôn nghĩ tới đó không nói nữa nằm xuống gối xem sách lôi đại bằng cũng có điểm hay không tranh luận với hắn thì hắn không cãi nhau với anh rất yên tĩnh. Sau khi bí thư chi đoàn đi một lúc thì quay lại giường lấy cái MP3 ra, đeo tai nghe vào, đoán chừng là xem phim nghệ thuật để tiết dục của sống hạnh phúc dùng tay giải quyết. Có điều chưa kịp hạnh phúc thì điện thoại gọi tới, lối đại bằng vừa nhận điện thoại một cái là trở nên hưng phấn, tư mộ hiền biết ngay là điện thoại của lão đại. Lối đại bằng nói vài câu cúp máy, vội vội vàng vàng kéo tư mộ hiền đi. Đi nào đi nào, lão đại sắp xuống núi rồi, bảo chúng ta đào đầu đường đợi, Lần này anh ấy chơi lớn Tôi lái xe cha tôi tới Chúng ta kéo cả xe cá về Đây là chuyện đi câu cá Mò ba ba đã giao hẹn trước Vì chuyện này mà lao đại trốn học hai ngày để chuẩn bị Trong trường đại học Trừ đi học ra thì làm chuyện gì cũng hứng thú Ngay cả tư mộ hiền cũng lên tinh thần Thay giày thể thao Khóa cửa phòng chạy xuống lầu rời trường Những học sinh thành tích tốt Đạo đức tốt ở trong trường Một khi rời trường chưa chắc còn cảm giác ưu việt Ngược lại Mới đơn ngủ ngốc trong trường Chưa chắc là ở đâu cũng ngốc Câu nói này dùng với tư mộ hiền Và lôi đại bằng rất thỏa đáng Ví như tư mộ hiền biết Gia cảnh của lôi đại bằng tốt hơn Tuyệt đại đa số sinh viên trong trường Hơn nữa không phải hơn một chút đâu Nếu không bằng với cái IQ của lôi đại bằng Mà học đại học tới gần tốt nghiệp được Thì quá sức vô lý Nhưng đừng thấy hắn ngốc mà coi thường Chuyện ngoài trường học Hắn còn giỏi hơn 10 sinh viên thông minh Chứ không à Xe hắn kiếm được là xe công của đại đội thanh quản Sau đó Tư Mộ Hiền tận mắt chứng kiến Hắn lại tới khu chợ đài anh hùng tìm mẹ hắn Đoán chừng là lại lấy danh nghĩa trường học thu phí bữa bãi Lừa mẹ hắn vài trăm tiêu vặt Sau đó mua túi lớn đồ uống đồ ăn vặt chính thức lên đường Lên đường một cái Lôi đại bằng bình báo ngay Diễn bó dương ngoài Đi từ phố đông thẳng tới ngoại ô Gặp vài xe riêng chắn đường Hắn bật loan lên nói một câu để khí thế biển số xx tránh đường đừng gây trở ngại công vụ chiều này cực kỳ hữu dụng đi tới đâu thông đường tới đó trong xe Tướng bộ hiền nhìn bộ dạng ngông nghênh của hắn lại lôi lời cũ rích ra nói đại bằng chúng ta bớt phu trương đi chút được không cha cậu là tiểu đội trưởng thanh quản không phải là thủ trưởng lớn mẹ cậu là tiểu thương hộ không phải là đại phú hào huỳnh hoàng thế làm gì cậu nghĩ mình là con cá nhà quan quý xảy ra chuyện có người đỡ cho à Xe đâu chuyện gì được Xe thành quản ngay cảnh sát giao thông cũng chẳng ngăn Xem đi Dọa một đám sự chạy té khó rồi Ha 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 Lôi đại bằng lái xe còn cố ý bóp coi Thế là hay rồi Quanh quảng trường có rất nhiều tiểu thương gánh hàng Đề xe đạp xe ba bánh sợ tái mặt Vừa nhìn thấy xe chấp pháp của thành quản Là bọn nọ cứ như thấy ôn thần bỏ chạy tư tán Làm lôi đại bằng cười đút người Cái trò này được lôi đại bằng thích lắm có lúc hắn còn trộm đồng phục thanh quản của cha hắn Dọa mấy bác gái bán hoa quả trước cổng trường chạy bán sông bán chết Lừa lần nào chuẩn lần ấy Lúc nào cũng có thể xách một túi quà về phòng Vừa đi vừa cười Lối đệ bằng rảnh rỗi Còn nhìn Tư Hiền đệ một cái Tư Mộ Hiền không vui đa mặt Hắn cũng biết chiêu cố tâm tình anh em Biết Hiền đệ không thích trò của mình Bộ đồ giọng điệu Đừng giận Mặc dù cậu có ý kiến với tôi Thế tôi phong túng không có ai ra gì nhưng tôi trong ngoài như một đội tâm thuần phát nói ra chúng ta đều là thuộc giai cấp đế cỏ một đôi huynh đệ cùng khổ tư mộ hiền bị hắn chọc cười mắng bằng vào ra cảnh nhà cậu mà còn là đế cỏ à có mà cỏ độc cỏ độc cũng là cỏ mà ha ha so với loại thảo khấu như lão đại chúng ta đều là mầm non tốt lôi đại bằng cười lấy lòng đem lão đại ra làm kẻ thù chung cười một cái là qua giống như bao lần trước kia không cần biết có bao chuyện không vui đều duy trì không quá 3 phút. Nhiều lúc Tư Mộ Hiền cũng lấy làm lạ vì sao mình lại có thể thân thiết với một tên vừa tham ăn, vừa lơi lam lại còn vừa ngu vừa đần như lỗ đại băng. Nó đi cũng phải nói lại, thời buổi này nhà ai có chút gia thế, có chút chức vị, có chút học vấn thì đều mắt cao hơn trời. Muốn kiếm được người bạn chẳng có chút tâm cơ, chẳng có chút mục đích nào, hoàn toàn thuần túy thật không dễ. Chỉ còn lại tên đầu óc chậm chạp ngu ngốc như Lô Đại Bằng thôi Nghĩ tới đó Tư Mộ Hiền lại cười Lô Đại Bằng cũng cười Hắn cười rất ngốc Nhưng ngốc chân thành Ngốc tới mức nhiều lúc Tư Mộ Hiền nhìn mà không đành lòng bằng hắn Hối hận vì phá ngang cơ hội vinh vào hiếm có của hắn Lô Đại Bằng ở trường suốt ngày bị người ta coi là thằng ngốc để trêu chọc Hiếm được một hồi uy phong Các bạn vừa nghe xong Tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu trí qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại